Không bao giờ bắt đầu đầu tư vào bất động sản mà bạn không biết rõ điểm đến của mình. Tại sao mục tiêu là yếu tố quyết định trong việc đầu tư của bạn? Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu cũng như chiến lược trong đầu tư nói chung cũng như đầu tư bất động sản nói riêng. Chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, đó là tại sao mục tiêu là yếu tố quan trọng trong đầu tư bất động sản. Thì chúng ta thấy là mục tiêu là điểm đến của bạn, đúng không? Mục tiêu của bạn là muốn đạt được khi chúng ta đầu tư bất động sản là gì? Điều này nó sẽ thể hiện liên quan đến lợi nhuận và liên quan đến tài chính hoặc mục tiêu khác của bạn. Thứ hai là gì ạ? Tại sao mục tiêu lại là quan trọng? Thì lý do mục tiêu đóng vai trò quyết định trong đầu tư bất động sản là gì ạ? Thứ nhất, nó tạo cho ta sự tập trung. Thứ hai gì ạ? Mà bạn hãy tưởng tượng là nếu như mà đầu tư vào một dự án bất động sản mà bạn không xác định rõ mục tiêu của nó thì bạn có thể mua nhà hoặc mua đất chỉ vì người khác làm như vậy. Đúng là chúng ta mua theo cảm xúc, mua theo cảm hứng nữa. Bạn thấy họ mua, bạn thấy họ có lợi nhuận thì bạn cũng mua. Và trong trường hợp này thì chúng ta rất dễ bị mất phương hướng và chúng ta rất dễ bị thua lỗ. Cái yếu tố thứ hai tầm quan trọng của nó là gì ạ? Là khi mà chúng ta mục tiêu thì chúng ta sẽ đối phó được với sự biến đổi của thị trường. Bạn có mục tiêu, đúng không? Thì khi mà bạn trình bày một tình huống và trong trường hợp mà bạn đầu tư thì bạn sẽ phải xác định các cái tình huống rủi ro có thể xảy ra. Bạn sẽ phải có các kế hoạch, các cái biện pháp để bạn đối phó với những cái rủi ro đó. Và nếu như bạn có mục tiêu rồi, bạn có xây dựng kế hoạch rồi thì khi nó xảy ra cái biến cố của thị trường, bạn vẫn có thể ứng phó với nó và bạn đem nó ra để bạn giải quyết nó rất là dễ dàng cho chúng ta. Cái lý do thứ hai mà chúng ta thấy rằng là mục tiêu nó rất quan trọng vậy. Và lý do thứ ba gì ạ? Là khi mà chúng ta có mục tiêu thì chúng ta sẽ gì? Sẽ căn cứ mục tiêu đó chúng ta tạo cho mình một kế hoạch để chúng ta triển khai nó. Khi mà chúng ta giải thích các mục tiêu của bạn xây dựng thì chúng ta sẽ có cụ thể. Ví dụ như là tôi mong muốn là gì? Tôi đạt được bao nhiêu tiền trong thương vụ đầu tư này. Tôi mong muốn tôi sở hữu được bao nhiêu đất. Tôi mong muốn là tôi đầu tư nó trong vòng thời gian bao lâu, tôi đầu tư làm gì. Toàn bộ những cái này thì nó sẽ phải triển khai bằng kế hoạch. Làm sao tôi quản lý nó, đúng không? Làm sao tôi có thể vận hành nó. Thì toàn bộ những cái điều đó thì sẽ dẫn đến là gì ạ? Để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có mục tiêu thì việc đầu tư của chúng ta sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xác lập được mục tiêu cho mình? Các bạn có thể xác lập được mục tiêu cho mình thì đầu tiên bạn phải đánh giá được cái tài chính cá nhân của bạn. Các bạn phải xác định là gì? Bạn đang có cái gì? Tài chính của bạn đang có bao nhiêu? Bạn cần phải huy động nguồn lực như thế nào? Đó. Thì lúc đó bạn mới biết là mình đang có gì, mình cần huy động gì. Và lúc đó chúng ta sẽ có cái phương hướng để chúng ta xử lý nó rất là dễ. Bước thứ hai thì bạn cần xác định cái loại bất động sản mà bạn định mua. Bạn có thể định mua đất nền, hay bạn định mua chung cư, hay bạn mua nhà phố, hay bạn mua đất nghỉ dưỡng. Thì toàn bộ này chúng ta phải có trong đầu mình luôn và để chúng ta hướng đến việc là chúng ta đi tìm kiếm cái gì. Và cái bước thứ ba là gì ạ? Đó, chúng ta cần xác định thời hạn chúng ta đầu tư. Ví dụ bạn xác định là tôi đầu tư 3 năm, 5 năm hay 10 năm thì nó sẽ tương ứng với việc gì? Chúng ta đưa ra cái kế hoạch để chúng ta quản lý khai thác nó phù hợp. Và cái thứ tư là gì ạ? Bạn cần phải xác định rõ mục tiêu kỳ vọng. Bạn mong muốn gì? Tôi sẽ phải gì? Sở hữu, hay tôi phải có lợi nhuận là gì? 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, hay tôi có mục tiêu là gì ạ? Tôi phải đạt được diện tích 1.000m, 2.000m. Thì đó là mục tiêu của bạn, kỳ vọng của bạn. Thì bạn phải rõ ràng về các con số này. Và như vậy chúng ta thấy rằng là gì ạ? Mục tiêu là một bước đầu tiên quan trọng trong hành trình đầu tư của bạn. Bởi vì là khi xác định đầu tư mà chúng ta không mục tiêu ấy, thì chúng ta sẽ bị lạc hướng. Bạn nào thực sự quan tâm, mong muốn đầu tư và muốn làm sao để tôi có thể có được các cái chiến lược đầu tư hiệu quả, có mục tiêu cụ thể thì hãy để lại ở phần bình luận thông tin tôi quan tâm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.